cái câu chuyện anh kể rồi mà thằng vua Sở khốn nạn lúc bây giờ là mê gái đi phập con nhỏ con dâu. Nhớ chưa? Đi phập con nhỏ con dâu. Con nhỏ con dâu sau này thành mẫu nghi nước Sở rồi bị Hợp Lư nó phập thêm cái nữa đó. Đó, là con nhỏ đó đó, nguồn cơ từ con nhỏ đó. Mà thằng vua cha đi phập con dâu chưa động phòng với thằng con trai. Đó, nó dẫn tới một cái loạn luân, nó dẫn tới đảo loạn gọi là luân thường đạo lý. Đó là kể về tại sao nguyên nhân sao nó phản Sở nha. Mà khi nó qua nước Ngô nó apply hồ sơ CV xin việc thì gặp Ngô Hợp Lư, lúc đó là trên đăng dưới cả tủn. Lúc đó là Ngô Hợp Lư chưa là vua. Và sau này á, thì Ngô Hợp Lư trọng dụng, coi như là thừa tướng. Võ luyện văn ôn học binh thư, nếm mật nằm gai đợi báo thù. Thảm sát Trường Bình thù Liễu Quát, xích bích ngàn năm hận Tôn Lưu, Bạch Khởi Trương Nghi bình Yến Khuất, Tây Thi Phạm Lãi định Xuân Thu, Sĩ Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, xa trường giết địch xử mãi lưu. Xuân Thu luận kiếm, Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình chém gió xử tàu của anh Di Nguyễn. Nãy giờ cũng hơi lâu, bọn nhân viên có đem mấy cái nó lên quảng cáo mấy em. Anh mới nói tụi bay quảng cáo là mấy con khỉ gì. Hàng Di Nguyễn bán còn quảng cáo. Tại vì nó là hai chữ Di Nguyễn thấm trong đó rồi. Quảng cáo cái gì mà giờ hàng mới công ty BBT về đùm nộp. Aminolin nó về mấy chục mùi. Bây giờ quảng cáo chừng nào cho hết. Đúng rồi, quảng cáo là hồi xưa thôi. Là câu chuyện của những năm 2014, 15, 16 thôi. Lúc đó là mới cầm cái hũ ngồi quảng cáo. Giờ là giám đốc quyền lực chảnh rồi. Không quảng cáo nữa, mà là chém gió xử tàu. Nha. Cái này mặc định đó là dân trí cao, có tiền mới mua được. Bà đã nói nhiều lần rồi, có những thằng có tiền mà dân trí nó lùng nó vẫn không mua nha. Còn những thằng dân trí cao mà không có tiền cũng không mua được à nha. Đó, sub BBT là cái duyên cái nợ, ok. Rồi, tiếp tục theo chủ đề chém gió xử tàu á. Anh phân tích hết những cái anh hùng quái kiệt thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đó, thì không thể nào bỏ qua được cái nhân vật ngày hôm nay. Nhân vật ngày hôm nay là nhân vật mà một trong những idol của anh Di Nguyễn. Anh thích nhân vật này lắm. Nên trong cái lời khi phân tích về nhân vật này có lẽ tật xấu anh không kể. Anh kể tật tốt thôi. Mà qua miệng lưỡi của anh Di Nguyễn nó xấu đúng thành tốt đúng không em? Khổ vậy đó. Đó, đó là nhân vật gì? Tô, Tần, Trương Nghi, Bạch Khởi, Liêm Pha đều không phải. Đó là hậu bối thôi. Còn cái nhân vật anh kể sau này đó là tiền bối. Mà bảo đảm anh mà làm xong video này là tụi em phải tìm hiểu nhân vật này và kiếm những bộ phim mà có nhân vật này tụi em coi liền. Đó là nhân vật Lê Tính Kiều Oanh. Đóng lại, đừng có ngạc nhiên em. Đóng lại, Lê Tính Kiều Oanh đóng lại. Kiều Oanh đóng với con Tây Thi. Rồi Lê Tính đóng vai Ngũ Tử Tư. Xong rồi cái Tây Thi cho Ngũ Tử Tư uống thuốc kích dục Ngũ Tử Tư thử Mã Phong chết. Đó là Kiều Oanh và Lê Tính xuyên tạc. Sự thật nó không phải nằm ở chỗ đó, ok. Rồi Ngũ Tử Tư là một nhân vật mà rất là giỏi. Mà cái cuộc đời có những cái giai thoại rất là hay. Cái thời mà thời xưa thời lâu lắm rồi. Nhưng lập lại cách đây chừng 26, 7 thế kỷ vậy đó. Lâu quá. Tàu nó chém gió mà không đâu biết đâu. Thì Ngũ Tử Tư tên thật đó là Ngũ Viên. Đó, Ngũ Viên. Người sáng lập ra một cái màn mà đấu võ mà tên phải biết đó là Võ Lâm Ngũ Bá. Tức là cao Ngũ Viên này ông bài để có luật của trận đấu đó rồi sau này mà Dương Trùng Dương mới đánh đó nha em. Wow. Mốt làm tới Dương Trùng Dương nữa chịu không? Em mới vô chém gió ghê chưa? Rồi thôi nghiêm túc. Ngũ Tử Tư là người nước Sở. Nhưng mà Ngũ Tử Tư diệt Sở. Mất dạy chưa? Mất dạy không? Nhưng mà không phải mất dạy. Ngũ Tử Tư là người nước Sở, con của Ngũ Sa. Cái câu chuyện này anh kể rồi mà thằng vua Sở khốn nạn lúc bây giờ là mê gái đi phập con nhỏ con dâu. Nhớ chưa? Đi phập con nhỏ con dâu. Con nhỏ con dâu sau này thành mẫu nghi nước Sở rồi bị Hợp Lư nó phập thêm cái nữa đó. Đó, là con nhỏ đó đó, nguồn cơ từ con nhỏ đó. Mà thằng vua cha đi phập con dâu chưa động phòng với thằng con trai. Đó, nó dẫn tới một cái loạn luân, nó dẫn tới đảo loạn gọi là luân thường đạo lý. Ngủ xa đứng ra cản, nhưng mà tối hôm đó là hai cha con bàn với nhau.
ngủ xa mà cản chắc chắn vô nó quê nó chém chuyện nó khỏi bàn. Tại vì trong triều còn có thằng Phí Vô Cực khốn nạn nữa đó. Thằng Phí Vô Cực khốn nạn là thằng nó đâm chọt, rồi xong rồi ngủ xa mới kêu thằng con này ngủ tư mày trốn đi, không nó chém cả cha con luôn, là cái như nhà tuyệt nọc đó. Nhưng mà ra ngoài quan ải đó còn thằng anh nữa, thì hai đứa mày muốn phản thì phản, mà muốn ở thì ở tùy đó. Ngủ tư tư nghe lời cha chạy trốn ra ngoài quan ải. Thằng quan ải thằng anh nó nghe kể vậy, thôi về cứu cha đi. Cái đó trời ơi, ông giận chết ông nội ơi. Nói không được, mày giỏi hơn tao, mày hãy đi đi, còn tao chỉ có cha tao thôi. Đối với tao là trung hiếu khó dựng toàn, bây giờ tao chọn hiếu tao bỏ trung đó. Wow. Xong rồi về cứu cha, xong rồi chém lượt cặp luôn, hai đứa chết luôn. Đâu phải hai đứa chết không, nó lôi nguyên gia đình mấy trăm người ra chém luôn. Từ đó Ngũ Tư Tư hận nước Sở, cuộc đời là Ngũ Tư Tư phải diệt Sở đó. Yes. Hiểu chưa? Nhưng mà trong quá trình trốn chạy á, nó có một cái ân oán tình thù chỗ này, đó là thằng Thân Bao Tư. Thân Bao Tư là vua dưới quyền của Ngũ Sa thôi, nhưng mà nó khác phe đó. Thằng Thân Bao Tư này thì cũng trung lắm chứ nó không có điếm đó. Nó thả cho Ngũ Tư Tư một đường sống để chạy ra khỏi biên ải nước Sở, đi về nước Ngô. Trên quá trình chạy trốn này nọ gặp thằng Tôn Võ đó. Wow. Gặp thằng Tôn Võ đó, đó là kể về tại sao, nguyên nhân sao nó phản Sở nha. Tại nguyên nhân tại sao mà nó rời khỏi nước Sở. Mà khi nó qua nước Ngô, nạp like hồ sơ CV xin việc thì gặp Ngô Hợp Lư, đó là trên đăng dưới cà tủn. Lúc đó là Ngô Hợp Lư chưa là vua, lúc đó Ngô Hợp Lư chỉ là thái tử thôi, là thằng một trong những đứa con của vua thôi đó, chứ không phải là vua, hiểu chưa? Thì nó phò Ngô Hợp Lư từ lúc đó. Và sau này thì Ngô Hợp Lư trọng dụng Ngũ Tư Tư coi như là thừa tướng đó. Vậy thì cái quá trình á, mà Ngũ Tư Tư ở nước Ngô đó, thì anh nói với em câu vậy thôi. Nước Ngô nó mạnh là nhờ Ngũ Tư Tư, nó bị diệt cũng tại vì Ngũ Tư Tư đó. Nên cái nhân vật Ngũ Tư Tư nó rất quan trọng trong lịch sử nước Ngô, mà lịch sử nước Ngô nó gắn liền với lịch sử nước Việt và nước Tề đó, mà nó gắn liền với câu chuyện Phạm Lãi và Tây Thi, là nội dung của vlog sau. Phạm Lãi Tây Thi không thể nào không nói được nè đó. Vậy thì bây giờ anh kể tiếp nè. Đối với nước Ngô thời Hạp Lư, Ngũ Tư Tư có những công trạng gì? Công trạng là nó tiến cử cho Ngô Hợp Lư hai nhân vật mà sau này là thay đổi cục diện của sư thù Trung Quốc luôn. Hai nhân vật đó là, một là Tôn Võ, khỏi nói rồi, video trước là nói rồi đúng không? Đạo Vương Đằng Bà rồi đó, nói rồi. Nhân vật thứ hai là nó thấy là thằng nước Ngô giờ mạnh quá, nó phải tiến cử Giang Thần vô để cho nó yếu lại. Đó là thằng Bá Bì, hay còn gọi là Bá Hy. Thằng đó là Nịnh Thần, sau này làm tới chức Thái Tể giống cái ná Thái Sư mày, Thái gì không, Thái Phó, Thái gì á. Thì tại sao mà thằng Bá Bì được giới thiệu? Tại vì nói chung á, là nhất quan hệ mà nhì tiền tệ với em. Thằng Bá Bì này cũng là người nước Sở luôn. Nó cũng là người nước Sở luôn, nó cũng gia đình nó cũng bị Phí Vô Cực ức hiếp. Nó xong rồi nó bỏ, nó chạy qua bên nước Ngô. Nó nhờ thằng Ngũ Tư Tư tiến cử. Mẹ nó nhờ nó định ghê lắm, mà sao lại thọt Ngũ Tư Tư luôn, điếm chó lắm. Nói chung thằng Bá Bì này là nó là trùm hối lộ, rồi nó giống như hòa thân vậy đó em. Nó giống như hòa thân vậy đó, ai hối lộ đúng ăn hết đó, nước Tề hối lộ đúng ăn, mà nước Việt hối lộ đúng ăn. Mà nó chuyên gia đưa ra những cái âm mưu rất nịnh thần và tàn phá đất nước. Đó thì chút anh kể tiếp. Đó là việc tiến cử hai nhân vật này. Tôn Võ thì nó giúp cho nước Ngô quá mạnh rồi, cái đó không bàn về công về trạng. Còn Bá Bì thì nó làm cho nước Ngô lũng bại thời Phù Sai. Đó, thì nói về tiến cử lần vậy, nói về việc mà gọi là xây dựng nước Ngô hùng mạnh, đúng không? Bây giờ mấy em muốn một đất nước hùng mạnh thì tụi em phải biến pháp. Mà thời này là trước nữa, nó không kêu là biến pháp, thời này kêu là cải tổ xã hội. Bao giờ cái xã hội nó phải cải tổ hết, đừng có xu cao thế nặng, giống như đô la Trump lên phải giảm thuế doanh nghiệp này nọ kia, người ta mới đu càng qua Mỹ nhiều, hiểu không? Cái tới thời của ông Bá Hy á là cái như nó tăng thuế lên làm cho dân Ngô khổ quá, nó đu càng ra khỏi nước Ngô. Đời mà mấy em, chỗ nào mà đối xử người dân tốt, chỗ nào mà thuế nó rẻ đó, là doanh nghiệp nó kéo về đầu tư. Chính sách nó rõ ràng, nó minh bạch rồi, nó nhẹ nhàng nữa đó. Nên ổng xây dựng một nước Ngô mạnh về lực. Rồi từ cái mạnh về lực đó, Tôn Võ nó phát triển quân đội mạnh về quân sự nữa. Nó hiểu không? Hiểu không? Rồi xong. Thì trong tất cả những cái cuộc mà xâm lăng, cái cuộc mà thảo phạt của nước Ngô đó, thì luôn có bóng dáng của Ngũ Tư Tư. Ngũ Tử Tư là một người bạn rất thân của Tôn Võ. Khi mà Tôn Võ ra được chương minh pháp nào đều tâm sự với Ngũ Tử Tư này nọ kia. Nên Ngũ Tử Tư là một người cũng khá am hiểu Tôn Võ, gọi là binh pháp Tôn Tử đó. Đó.
thì khi mà đi qua bên nước Sở để trả thù, tại vì ông này ông thù nước Sở, ông phải kêu Ngô Hợp Lư đánh Sở. Tại trong một đống đứa đánh á, thì nó phải đánh Sở, tại vì ngày trước á, Ngũ Tư Tư nói thẳng với vua Ngô Hợp Lư là giờ ông làm gì làm, tôi phò ông có này có kia cũng được, nhưng mà ông phải giúp tôi đánh Sở tôi mới phò. Đó thì được Hợp Lư được cái chơi đẹp, hứa sao làm vậy. Đó qua đánh nước Sở, đánh nước Sở thì khi mà đánh nước Sở, Ngũ Tư Tư phạm một số sai lầm mang cái góc độ cá nhân. Tức là sao? Tức là khi đó đó là Ngũ Tử Tư đi kiếm xác của thằng vua Sở nó chết rồi. Cái thằng mà ngày xưa chém cha mình đó, nó kiếm xác của thằng đó, nó bốc cái xác lên, nó đem diễu giữa chợ, nó đem roi ra, nó quất tan nát cái xác luôn. Người Sở rất là căm phẫn. Người Sở nói má vua chết rồi làm lôi xác ra quấn ghê mày. Nói tao thiết, tao thiết. Đó. Thì bây giờ vua dân Sở phải chịu thôi. Thì giờ Ngũ Tư Tư nó đi lôi đồng vua Sở ra, nó quất vậy đó, nó kiếm vua con mà vua con trốn rồi. Đó là một trong những cái vết nhơ của lịch sử, mà cũng rất là nhiều chính trị gia và lịch sử gia người ta nói là ông này trả thù cá nhân. Giống như chuyện Đào Mộ Quang Trung này nữa mấy, nhưng mà thôi mẹ, chuyện phe phái phân kiếm là vậy đó. Nói chuyện này nô bàn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục anh kể về những cái công trạng của Ngũ Tư Tư cho mấy em thấy, đó là xây. Nó về xây dựng kiến trúc đúng không? Kiến trúc nó công ty xây dựng này nọ, có tách con rồi đó. À, đầu tư xây dựng cái gọi là gì, Cô Tô Thành. Cái Cô Tô Thành rất là vững chắc, rất là hiện đại. Thời bây giờ nói về Cô Tô là thấy mà Cô Tô Thành là cái nơi mà gọi là dễ thủ mà khó công, công hoài không lũng đó. Thành rất là vững chắc, nhưng mà sau này vẫn bị nước diệt công, tại vì thằng Ngô Phù Sai nó quá dở. Đó là cái công trạng Ngũ Tư Tư nữa nha. Rồi cái công trạng Ngũ Tư Tư nằm ở chỗ đó thì có một cái đối lập lại của công trạng của thằng Bá Hy, đó là xây Cô Tô Đài. Cô Tô là giống như thủ đô vậy đó, thủ đô nhưng thì cái thành xong rồi tới cái đài. Cái đài là cái cung điện đó. Cái cung điện thì thằng Bá Hy nó xây để tham nhũng thôi. Nó xây để tham nhũng, khốn nạn nó tham nhũng ghê lắm. Nó làm cho nước gọi là nước Ngô nó bị yếu lại. Nó bị yếu lại. Nói chung á thì ông Ngũ Tư Tư là một thằng thừa tướng mà nó phò hai triều vua, một triều Ngô Hợp Lư và một triều là Ngô Phù Sai. Sau khi Ngô Hợp Lư chết truyền ngôi cho Ngô Phù Sai thì Ngũ Tư Tư tiếp tục phò tá Ngô Phù Sai đánh thằng nước Việt. Đánh thằng nước Việt là Việt Dương Câu Tiễn đó. Trận đó có sự phò tá của Ngũ Tư Tư nên Ngô Phù Sai đánh thắng thằng Việt Dương Câu Tiễn đó và bắt thằng Việt Dương Câu Tiễn đem về nước. Thì cái lúc đó đó Ngũ Tư Tư đã phản đối rất là gay gắt. Ngũ Tư Tư phản đối rất là gay gắt nhưng mà Phù Sai không nghe nên mà chết. Thằng Phù Sai nó cãi Ngũ Tư Tư hầu như nó cãi hết. Đó, trước khi lâm chung á, trước khi cha nó là Ngô Hợp Lư lâm chung á thì dặn rằng mày không được cãi Ngũ Tư Tư, mày phải nghe lời Ngũ Tư Tư. Đúng không? Ngũ Tư Tư như cha mà như nghĩa phụ vậy đó. Ừ, dạ vân vân vậy đó. Nhưng mà rốt cuộc tự nhiên nó có máu gái vô nó cãi tời rồi, nó cãi. Nó cãi kinh lắm. Ông Ngũ Tư Tư ông nói rằng á, bây giờ á cái thằng Việt Dương Câu Tiễn này nè, nó thuộc dạng cái thằng điểm chó. Tao coi tướng rồi, tao mày không cãi được đâu. Mày giết nó đi. Thằng này là phải giết. Không được thả. Không được thả. Nhưng mà Phù Sai nó mê chim nên nó thả. Cái thằng Phù Sai nó mê chim. Nó mê chim Tây Thi. Nó thả. Mấy con cú đó thốn quá. Vừa có chim Tây Thi mà vừa có Trịnh Đáng vô đó nữa. Thôi thua luôn một cặp luôn. Bởi vậy Ngô Phù Sai đã thua chim như mà chúng thua gì hết trời hết. Nên nó cứu đó là thả cho Việt Dương Câu Tiễn. Thì ông này cũng nói thẳng luôn. Ông nói thẳng luôn. Nếu mà bây giờ á, Ngũ Tư á, nó nói trong với lính đó thôi. Nếu mà bệ hạ đó mà thả bằng Việt Dương Câu Tiễn này nè, thì nước Ngô chỉ tồn tại tối đa được 20 năm nữa. Còn nếu mà giết nó thì sự nghiệp của Ngô Quốc và Ngô Hoàng sẽ tồn tại 40 năm là ít. Đó. Y như rằng 20 năm sau nước Ngô Việt Quốc. Đó là một cái lịch sử mà nó khẳng định cái tài năng, cái tầm nhìn chiến lược của Ngũ Tư Tư. Chẳng qua là nói chung là anh theo anh thấy á, nên nếu mà xét về quýnh lộn á thì người ta đề cao Tôn Võ nó hơi quá. Chứ còn chính ra Ngũ Tư Tư mới là người nhìn xa trông rộng, những cái người mà người ta thao lược, người ta nghĩ nhìn được hết những cái tình huống và những cái ban giao, những cái quan hệ ban giao của Xuân Thu Trung Quốc thời bây giờ. Cái thứ hai nữa, biết vụ gì không? Cái vụ Tây Thi Trịnh Đáng. Ông bàn ra thôi, trong cái trên đời này
cuộc đời mẹ nó mới dính mà úp vô cái mũ là cái không có hên, úp vô cái mũ là không có thành quân dương được. Ông chơi vui á thì ông chán ông bỏ đi. Ở đằng này rước hai con quỷ cái nó về. Đó, ngủ tôi tức lắm luôn. Thả cho Dương Câu Tiễn á là một cú đã đau rồi nha. Còn rước hai con quỷ cái, con tay thi với con Đông Thi. Đó, con Tây Thi thì tên nó cũng là Tây Thi luôn, con Đông Thi tên nó là Trịnh Đáng. Trịnh Đáng hình như là tổ tiên của Trịnh Hội hay gì đó. Không biết dùng họ Trịnh, Trịnh Khắc Sản, Trịnh gì tùm lum la Trịnh đó. Mà hai con quỷ này nó đẹp, mà nó cà lẳng lơ đi đeo ẻo trong mặt già hoài, già lên tao xong máu nữa chứ. Mày lạng lại trước mặt tao hoài mày. Các kiểu. Nên Ngô Phù Sai cãi Ngũ Tử Tư ở cái điểm phụ nữ nữa. Mà khi mà gọi là dính cho hai cái con quỷ này nó bào kinh khủng luôn mày ơi. Nó bào ghê lắm em. Biết nó bào gì không? Thứ nhất nó bào tinh lực của con vua. Thằng vua đi cà nhắc, nhà nào đi cà nhắc hết. Tổng nguy hiểm lắm á. Thằng vua nó bị hai con nhỏ này bào, con trên, con dưới, con trái, con phải. Đúng không? 30 ngày cho nghỉ ngày nào hết á. Tại cái chu kỳ hai con này nó so le. 30 ngày cho nghỉ ngày nào hết. Kết quả là sao? Kết quả là thằng vua nó bỏ vợ, bỏ con của nó. Vợ của nó là công chúa nước Tề, mà đẻ ra đứa con hoàng tử luôn. Mà khi mà ông mê hai con nhỏ này, ông bỏ bà này, đâm ra bà này bà buồn, bà hận, rồi đối xử nói chung là giữa cung cấm mà phụ nữ với nhau, dành nhau từng cái khăn, cái chén, chai nước hoa, chờ neo, rồi đi giày cái túi tùm lum la đó. Nên bà hoàng hậu bà bị ức hiếp, từ đó bà đâm ra bà buồn. Bà buồn xong rồi cái dẫn tới cái sự xa lánh giữa nước Tề với nước Ngô. Đúng không? Tự nhiên tao gả con gái cho mày, mà giờ mày đối xử con gái tao tệ bạc quá này nọ. Rồi hai bên hậm một cái xảy ra chiến tranh Ngô Tề. Thì mặc dù cái trận chiến Ngô Tề đó là bên nước Ngô nó ăn, Phù Sai nó thắng thôi. Đúng không? Nhờ Ngũ Tư Tư đi đánh nên thắng. Nên nhưng mà sau này á, từ cái trận chiến đó nó dẫn tới cái cục diện của đất nước Ngô, nó mất cái đồng minh. Rồi sau này rồi nó bị hại, bị này bị kia, yếu lực lại. Đó, nước Tề nó không cứu luôn. Nước Tề nó không cứu để cho nước Việt ăn nước Ngô, sao lại tính ăn là nước Việt, nhưng mà ai ngờ nước Sở nó phục hưng nó dứt hết. Đó là sai lầm trong cái chuyện mẹ con nhỏ hai quỷ cái này nó bào. Đó là bào về tinh lực nha. Còn cái này bào về vật lực nữa nè. Kinh tế. Đó. Có một cái Cô Tô Đài rồi đúng không? Đáng lẽ ở trong Cô Tô Đài cũng được. Đó, rồi không chịu đâu, hai con quỷ này nó thích chim thích bướm em. Nó thích thôi, bây giờ bệ hạ vô rừng xây cho thiếp một cái đài mới đi. Xây cho thiếp một cái đài mới đi để muội với Tây Thi tỷ gọi hầu hạ hoàng thượng cho nó riêng tư. Đó, để mình tắm thiên nhiên này, nó không ai rình gì cho các kiểu. Xong rồi cái vua mới nghe nó mới đau chứ. Thằng vua nghe mà nói tới xây dựng là thằng Bá Hy nó thích. Thằng Bá Hy là trùm tham nhũng xây dựng luôn. Đó, nên nó đốc vô nó xây cái đó nữa, tốn thêm tiền nữa. Lúc đó tăng thôi xu tăng thuế lên, dân Ngô nó đói khổ nó bỏ đi gần hết. Khổ vậy á, nó bào ngu. Rồi cái giọt nước tràn ly mà dẫn tới Ngũ Tư Tư nó chán luôn là biết gì không? Cái đó là mối quan hệ giữa Tề với Ngô, đó là nãy nói đó. Thì Ngũ Tư Tư là theo phe của bà hoàng hậu đó, mà bây giờ nó là liên cái nước Tề là nước già rồi, nó ở xa mình rồi, nó không có gây hiện nguy hiểm cho mình. Cái nguy hiểm của mình là cái nước Việt kìa. Bây giờ thả mẹ nó vị Dương Câu Tiễn rồi thì phải đề phòng quân đội. Không có đâu, đi xách quân đội của mình đánh nước Tề cho nó hao binh tổn tướng chơi vậy đó. Nên từ đó đó nó xảy ra cái vấn đề là Ngũ Tử Tư nó đứng giữa hai đất nước là nước Tề và nước Ngô. Bây giờ phải liên minh hai nước này lại để chống Việt, chứ không liên minh lại thì chết. Lúc này Bá Hy nó thọt. Đâu mà lúc này Bá Hy nó thọt mấy em. Nó thọt có nói là ủa ông nhận tiền hối lộ của nước Tề vậy, ông nói tốt cho nó quá vậy. Mà trong khi chó Bá Hy nó nhận tiền hối lộ của nước Việt. Chó Bá Hy nó nhận tiền hối lộ nước Việt, nó nhận từ cái đời mà đời Hập Lư luôn, chứ không phải đời Phù Sai đâu mấy em. Mà nó vu khống cho thằng Ngũ Tư Tư nhận, xong rồi lời qua tiếng lại vua này nọ, nói chung nó cũng bất mãn Ngũ Tư kỳ đà cản mũi nó nhiều quá, tất cả kiểu nó không được phê. Đúng không? Mẹ lúc mà đang phập nhỏ Tây Thi Trịnh Đáng xong kêu về họp này nọ, gặp này ông đội sự nó chín chán. Cái nó nặng lời, nó chửi luôn Ngũ Tư Tư. Nó nói ông hai lòng ABC các kiểu. Rồi xong rồi cái Ngũ Tư Tư nóng rồi. Nói thẳng luôn. Hôm nay tôi sẽ nói thật lời, những lời thật lòng với cái bọn gian thần khốn nạn và thằng quân dương trẻ trâu. Nó kể tội Ngô Phù Sai ra. Thứ nhất, những cái tội nãy giờ nói đó. Những cái tội nào thả Duyên Câu Tiễn nè, tầm nhìn hằng hẹp nè, mê gái mê mú nè, đầu tư không kiểm soát nè, xây đài xây điếc nè, quan hệ ngoại giao dốt nè, nó chửi trời ơi nó thẳng luôn.
nói thẳng luôn, nói xong rồi cái ông vua đó ông tức mình lên, ông ban cho cái kiếm, chọi kiếm bụp, tự tử đi mày. Ủa, người ta là khai quốc công thần này nọ, kêu giờ mấy gây lộn trên triều, kêu tự tử đi. Ngủ từ từ cầm cái kiếm lên, mấy anh kia tưởng đâu diễn thôi, giờ con cha đâu có chết đâu, nó mà chết quyền cao chức trọng chết mẹ chết gì đúng không, diễn thôi. Xong rồi kề lên cổ cái nói bệ hạ còn dài nhất là 10 năm để tồn tại nước Ngô này, khi mà thần chết rồi, câu nói nổi tiếng với lịch sử em, hãy treo đôi mắt của thần ở cửa đông, thần muốn nhìn thấy cái ngày Diệt Dương Câu Tiễn sang thành hạ trại tàn sát Ngô Hoàng, nước Ngô ắt diệt. Xong cắt cổ. Đúng rồi. Nguyên cảnh tượng đó, nguyên cái triều đình nó thấy nó sốc. Trời ơi, chính cái thằng Bá Hy á, là thằng nó ghét nhất mà nó vẫn sốc. Nói tao không ngờ dưới cái gầm trời này có một cái trang nam tử như vậy. Nó không ngờ cái thằng Ngũ Tư Tư này quá ư là quân tử. Dưới cái gầm trời này mà có một cái người mà sao mà khí phách thiên ngang đỉnh đạt mà là một trang nam tử như vậy. Nó không nghĩ ra được. Con Tây Thi đứng ngay đó xỉu luôn, con Chỉnh Đáng là đứng ngay đó là kể như hoàng hồn luôn, tại con Chỉnh Đáng nó cũng có chăm mồi nữa. Chăm mồi tại Ngũ Tư Tư là phe của bà hoàng hậu. Nó chăm chọt tư lưa hết. Nhưng mà qua cái cú tự sát đó một cái một. Mừng nhất là Đức Việt, độ Đức Việt sợ nhất con cha này. Ngày nào còn thằng cha này là ngày đó không có ngày nào mà tạo phản được. Ngày nào không thể nào diệt Ngô được, nhưng mà thằng cha này chết đó, thì nó là cái ngày tàn của đất Ngô chứ còn 10 năm nữa. Lúc đó là mất mẹ hết quân sư rồi. Phù Sai thua luôn, Phù Sai đánh sao lại. Đó, nên anh mới nói với em á là Ngũ Tử Tư á là cái người á mà gọi là gây dựng ra nước Ngô. Nếu mà nước Ngô không có Ngũ Tử Tư á thì nước Ngô cũng chỉ là nước bắp thôi. Cũng chỉ là nước bắp thôi mấy em. Đâu có nên công trạng gì đâu. Đúng không? Nhưng mà nước Ngô có Ngũ Tử Tư tự nhiên thay da đổi thịt. Với sự góp sức của Ngũ Tử Tư và Tôn Võ là tạo một thời kỳ vàng son và thịnh vượng nhất cho nước Ngô. Nước Ngô, lịch sử nước Ngô chỉ có vậy thôi đó. Lịch sử nước Ngô chỉ có hai triều đại là có giá trị thương mại thôi. Một là Ngô Hợp Lư, hai Ngô Phù Sai hết. Mà tại dưới trướng đó là có một Ngũ Tử Tư, là một người giống như là viết nhất thời điểm lúc bây giờ là viết nhất luôn. Ở bên kia có con Văn Chủng nhưng mà không có men bằng. Nó mốt nói về phe bên Việt nữa. Nó có con Văn Chủng Phạm Lãi nhưng nó bằng Ngũ Tư, nó nắm hết Càn Khôn. Nắm hết, biết hết. Theo anh đánh giá là Ngũ Tử Tư còn trên cả tài của Tôn Võ nữa. Tôn Võ thì về quân sự thôi, còn Ngũ Tử Tư cả về quân sự, đúng không? Lẫn về điều hành đất nước, lẫn về tầm nhìn chiến lược, lẫn về ngoại giao. Wow. Là một người mà tất cả mọi người đều nể trọng. Cho dù ông, cho dù phe là phe nước Việt hay là phe nước Ngô gì, vẫn nể trọng một mình Ngũ Tử Tư. Còn nhắc tới Ngô Phù Sai là lắc đầu. Lắc đầu mấy em. Nhưng mà có một cái hài nè. Cái này là chuyện ngoài lề nha, kể nha chơi. Ở bên nước Việt có một thằng tướng rất giỏi tên là Trù Du Dương. Thằng Trù Du Dương này nó muốn phập con nhỏ công chúa Như Ý. Nhưng mà định mệnh là không phập được. Đó. Công chúa Như Ý là em của Dị Dương Câu Tiễn. Nắm em thấy rối rối chưa? Nói chung là cái này là ngoài lề. Thì có một lần á, Ngũ Tử Tư thấy này giỏi quá. Ngũ Tử Tư tính vô khuyên để hàng. Thôi bỏ Dị Dương Câu Tiễn đi, thằng chó đó bê đê mà theo cái gì? Theo tao nè, theo Ngô Phù Sai nè. Nhưng mà cái Trù Du Dương nó khịa lại. Vậy cuộc đời này tôi đánh cược với ông. Ông bỏ Sở, ông theo Ngô. Thì sau này ông bỏ Ngô, ông theo ai? Đó. Còn bây giờ ông dụ tôi bỏ Việt theo Ngô. Rồi sau này tôi bỏ Ngô, tôi theo ai? Tôi cược với ông vậy đó. Nên tôi cho dù nước Việt như thế nào chăng nữa tôi cũng bỏ. Mà thằng này nó không bỏ thiệt. Nên sau về nó, sau này nó bị thằng Dị Dương Câu Tiễn là vua của nó giết luôn đó. Nên trước cái chết của Tư, của Tư ngồi nhớ lại, nhắc lại. Có một thằng kẻ trâu tên là Trù Du Dương hỏi tôi một câu này. Vậy thì cái bây giờ nước, cái triều đại của ông Ngô Phù Sai nó lũng bại như vậy. Cái triều đại của ông Ngô Phù Sai nó nát bấy như vậy. Thì hôm nãy giờ tao bỏ Ngô Sai tao đi qua tài, cái đó ai coi? Đúng không? Nên thôi tao chết mẹ để tao giữ một cuộc đời thanh gọi là cuộc đời trong sạch, thanh bạch. Đó. Nên Ngũ Tử Tư là một vị thừa tướng mà đánh giá đẳng cấp nhất thời lúc bây giờ luôn. Mà cũng có một số bộ phim về Ngũ Tử Tư mà tụi em có thể theo dõi, tham khảo. Tất nhiên trong đó có một bộ phim cũng khá là sầm xí đế. Nó tên là Tây Thi Tình Sử.
mai mốt anh sẽ dành một clip anh đam chết mẹ bộ phim này luôn. Bộ phim xuyên tạc. Ông mấy phim tào tào chứ xuyên tạc quá. Xuyên tạc vừa vừa thôi được. Cuộc đời anh đó, bộ phim nói về lịch sử đó, mẹ xàm xí đú nhất đó, là Tây Thi Tình Sử. Xàm lắm. Thôi clip cũng dài rồi, nghỉ đi em. Có gì mốt bổ sung tiếp đi. Nha, nhiều quá tụi nó than. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.